Review những cuốn sách mình đã đọc trong tháng 1. Không nói gì nhiều, mình bắt đầu luôn với cuốn đầu tiên mình đã hoàn thành, đó là cuốn The Last Housewife của Ashley Winstead. Mình có review cuốn này trong cái review tất cả những cuốn thriller mới ra trong năm 2022 mà mình đã đọc. Thì cuốn The Last Housewife này là một cuốn sách mà mình rất là ngạc nhiên, bởi vì trước là mình không thích cái cuốn trước của tác giả này, đó là cuốn In My Dream I Hold Knife. Cái cuốn The Last Housewife này là một cô ấy biết được một cái tin về một người bạn của mình đã chết, một người bạn thời đại học chết, và cái chết nó rất giống với cả cái chết của một người bạn khác từng tự tử khi họ còn đang học đại học. Người bạn mới mà chết này là có nghi vấn cho rằng là bị giết. Thế nên là cô ấy bắt đầu muốn đi tìm hiểu lại, và với sự trợ giúp của chính một cái anh bạn học ngày xưa, và bây giờ anh ấy đang làm cái podcast về các vụ án có thật, thì anh ấy nói về cái vụ án này, và hai người này họ cùng nhau đi điều tra để tìm ra được cái sự thật về cái chết của người bạn của mình. Và xen kẽ những cái quá trình điều tra hiện tại thì đó là quá khứ của cô này thời đại học, về những người bạn đấy, chính là người bạn đã chết, hai người bạn đã chết của mình, về cái chuyện đã xảy ra trong thời đại học. Và đó là một câu chuyện rất là bi thương, với rất nhiều những cái chấn thương tâm lý mà nó ảnh hưởng đến cô ấy cho đến tận bây giờ. Và bây giờ khi mà cô ấy đi điều tra lại về cái chết của bạn mình, thì có vẻ như là nó lại liên quan tới chính những cái gì đã xảy ra cô ấy vào thời đại học. Và cái cuốn này ý, nó rất là nặng nề. Nếu bạn không thích cái kiểu nặng nề thì tránh cuốn này đi. Cái cuốn này nó nói rất nhiều về những cái như là nó sẽ hơi có yếu, nó có yếu tố về giáo phái này, hiệp hội bí mật này, rồi cưỡng bức này, bắt cóc mà giam giữ à, rồi có những cái nó bạo hành về mặt thể xác, rất là nặng nề. Đọc cuốn này thì cảm thấy thực sự là đồng cảm với nhân vật chính. Với cái thứ hai nữa là mình rất thích cái kết của cuốn này. Cuốn này có một cái kết mà sự là không phải cuốn nào, không phải một câu chuyện nào nó cũng có đề cho được nhân vật chính làm được như thế. Nhân vật chính đây mình cảm thấy rất là mạnh mẽ, và gọi là như làm như thế để cho cái kết như thế là để tiệt trừ được luôn hẳn cái ác đi. Nó sẽ rất là hay, cho dù họ có phải trả giá một cái giá rất lớn đến như nào. Thì mình có nhớ là mình có đọc đâu đấy, thì cuốn này là dựa cũng có lấy tư liệu từ các cái sự kiện có thật ý. Thì mình nghĩ là với cái kiểu cái hội kín kiểu thế này thì khả năng cao thì đúng là có thật thật, và có thể vẫn còn đang tồn tại cho đến bây giờ mà không ai biết, và chỉ có lẽ những người trong cuộc mới thể biết được thôi, và những người nào mà dũng cảm có thể ra mặt để lên tiếng. Bởi vì những cái hội kín này thường hay được điều hành bởi những con người rất là quyền lực ý. Vì xem nhiều phim hiểu điều đấy, và chuyện nó cũng ra được tất cả cái nét đấy, mình rất là thích ở cuốn này, mình thật sự rất là nhiên đấy. Ở cuốn tiếp theo là The Retreat của Sarah Goodwin, một cuốn sách mới ra trong năm 2023 đây này, chính là năm nay đây. Thì cuốn đấy rất là chán ấy. cuốn đấy mình đã kỳ vọng là sẽ tạo ra cái không khí biệt lập, bởi vì là câu chuyện đây là nói về cặp vợ chồng, và họ đi dự đám cưới của em gái của cô này tên là Mila. Thì cô Mila này và anh chồng tên là gì mình quên mất rồi, hai vợ chồng đi trên cái con đường này thì hình như là bị một số những cái tai nạn nho nhỏ, và khiến cho họ phải là họ lạc đường nữa, và rồi xe thì bị mắc ở trong tuyết, thế là họ phải đi bộ để tìm nơi trú ẩn. Thì tới một cái ngôi làng, nhưng mà ngôi làng này có gọi là cabin ý. Nó không phải ngôi làng, nó như kiểu cái nơi nghỉ dưỡng ý, nhưng mà bị bỏ hoang. Và kiểu cái không khí của chuyện nhé, cái nửa đầu của chuyện nhé, là hoàn toàn là chỉ có một mình nhân vật Mila thôi. Bởi vì sau đó thì khi mà Mila và anh chồng nghỉ với nhau ở trong cái cabin đấy, thì đến hôm sau dậy thì cô ấy không thấy chồng mình đâu nữa, mất tích. Thì cả nửa chuyện, cả nửa đầu của chuyện ý, hoàn toàn là chỉ có Mila ở trong cái không gian, nó không phải không gian kín, không gian rộng, nhưng mà bị tách biệt, không có điện thoại, không có bất cứ một cái gì để giúp cho cô ấy liên lạc được với
người bên ngoài, coi như là cô ấy đang bị mắc kẹt ở cái khung cảnh như thế này đi. Và cô ấy nhận ra là có người đang theo dõi cô ấy, và có vẻ như có chuyện rất kỳ lạ xảy ra xung quanh cái khu nghỉ dưỡng này, cái The Retreat này. Bỏ hoang, cô có phải là như xác chết và những cái bài báo về sự mất tích người ở cái khu như thế này ấy, nó rất là đáng sợ. Nó có một cái không khí mà rùng rợn, mà mình đọc nó có không khí thật, nó rất là sợ thật. Tuy nhiên là đến nửa sau của chuyện, khi mà cô ấy tìm được cái đường thoát và cô ấy tìm sự thật về cái đấy, chỗ đấy, và tìm được cái kẻ chủ mưu thật sự ấy, thì mình cũng có đoán, thực ra ngay từ đầu thì cũng có hơi đoán về cái kẻ chủ mưu thật, chỉ là mình không biết lý do kiểu thôi. Thì đến cuối chuyện thì sẽ tìm ra được cái kẻ chủ mưu đấy và động cơ ở chủ mưu đấy. Thì thực ra đến nửa sau chuyện thì rất là chán, nửa sau chuyện là không có liên quan gì tới cái khu đấy nữa, mà là cô ấy sẽ có cái sự trợ giúp để cô ấy tìm ra được kể cái chủ mưu là ai. Và lý do như cái mình thấy nó rất là nhảm nhí, mình nói là cái động cơ nhảm nhí, và sau đó cái cách để thực hiện được cái phi vụ này nó cũng rất là không được, cái khả năng thành công rất là thấp ý. Mình không hiểu tại sao là tác giả để cho cái kiểu câu chuyện ấy, bởi vì nửa đầu chuyện nhá đã đang thiết lập ra một cái bối cảnh nó rất là hay như vậy, nó đang cảm thấy sợ ấy. Khi đọc mình thực sự là thấy sợ cho cô Mila, là có kẻ nào đấy đang rình rập cô ấy ở cái khu này mà cô không biết là ai, và rồi cô phải cái xác chết như thế. Thế là có kẻ nào đấy giết người hàng loạt hay thế nào, nó kiểu gây cho chúng ta một cái điểm báo là mình là có khả năng cô ấy sẽ chết hay là thế nào đấy. Nhưng mà cuối cùng đến ở chuyện rất là chưng hửng khi mà cho nhân vật Mila vẫn thoát được và Mila tìm được ra kẻ chủ mưu đến cái nửa sau chuyện. Đáng tiếc là cái chuyện nó lại bị thất bại như thế, đến càng về sau càng tệ. Nên là cuốn này mình cũng không thể đánh giá cao được. À, cuốn nhầm, mình nhập tên từ nãy giờ ạ. Đấy là cuốn The Resort, chứ không phải Retreat. À rồi, một cuốn nữa đó là cuốn Babel. Or the Necessity of Violence, an Arcane History of the Oxford Translators Revolution. Tên rất là dài, của R.F. Kahn, và mình cũng rất là ngạc nhiên cuốn này phải cho 5 sao luôn. Đây là một cuốn sách fantasy, nhưng mà nó có yếu tố lịch sử và nó mang cái tính học thuật nhiều hơn, kiểu Dark Academia nhiều hơn ý. Và gần một nửa chuyện, cuốn này rất là dày nhá. Nếu các bạn có đó, các bạn cần có sự kiên nhẫn. Nửa đầu chuyện là thuần túy là nhân vật chính của chúng ta là cậu này tên Robin, cậu ấy được ông giáo sư này, ông ấy bốc từ Trung Quốc, mình không nhớ là hay là Canton đến Anh Oxford để học, trở thành một nhà ngôn ngữ học, một nhà phiên dịch. Và cái phiên dịch ở đây nó có tác dụng là để tạo ra phép thuật từ cái việc làm bạc. Mình cũng nói cuốn này là một trong những cuốn hay nhất trong năm mình không nói hay nhất gì, nhưng mà cuốn này sẽ là một trong những cuốn nhất trong năm 2023 này của mình đấy. Thì cuốn Babel này là mình có nói rất kỹ hơn ở cái những cái đọc sách về chuyện Dark Academia, thì các bạn xem kỹ cái blog đó để hiểu, để biết hơn về cái phân tích cảm giác của mình về cái cuốn Babel này. Nửa đầu của chuyện là nhân vật Robin kết bạn này, có những người bạn mới này, và bắt đầu tìm hiểu về cái thế giới gọi là silver making, làm bạc, để khắc những cái ngôn ngữ ở trên đó và phát tác được cái tác dụng của cái ngôn ngữ đấy ở trên cái miếng bạc. Ở đây cần phải có sự nghiên cứu rất kỹ về ngôn ngữ, thì tác giả Icon mình rất là khâm phục với ngưỡng mộ ấy, là có cái sự hiểu biết rất là nhiều về một số những cái ngôn ngữ được thể hiện ở trong cuốn sách này, và qua đó thì các nhân vật làm mạnh hơn được cái tác dụng của những cái ngôn ngữ đó khi mà làm các cái miếng bạc. Còn chuyện nhất, nó thực tế là nó không quá tập trung nhiều vào cái phần fantasy đâu. Cái fantasy nó là cái gọi là tiền đề cho cái câu chuyện này, là khi mà cái nhóm của Robin này phát hiện ra cái âm mưu về chiến tranh, gây chiến mà nó sẽ rất là có hại, gây hại đến những người dân ý. Thì họ, và đây là một cái chiến tranh nó vô cớ, nó thể hiện ra cái sự tàn bạo của đế quốc Anh. Thì họ tìm cách để ngăn chặn lại cái trận chiến đó. Thì đấy là nửa sau ở chuyện, khi mà họ phát hiện ra cái âm mưu này, thì nó có diễn ra rất là nhiều những cái sự việc khác nhau mà nó ảnh hưởng đến tâm lý của nhân vật Robin, và khiến cho Robin dần dần trưởng thành hơn, bắt đầu từ cái phần nửa đầu của chuyện nhá, khi vẫn còn ngây ngô, vẫn còn có những cái lý tưởng này nọ.
và những cái hy vọng. Nhưng mà đến khi mà ra được cái thế giới thật và phát ra cái sự hung bạo của cái thế giới thật như thế nào ấy, mà nó và cái đất nước Anh, đế quốc Anh này, cái sự tham lam của đế quốc Anh trong cái việc độc quyền về bạc và cái ngành làm cái silver making đấy, để chỉ có nước Anh mới có khả năng tạo ra được cái miếng bạc của cái ngôn ngữ, và từ đấy là sẽ như kiểu là chiếm thế giới. Và đó là điều mà không một ai mong muốn cả. Và Robin cùng nhóm bạn mình tìm cách để ngăn lại. Và đến người sau chuyện gần như đó có cái sự phản bội này, tình bạn nhưng mà sự phản bội này, và cái sự thất bại, và nó có thể không thành công, nó giống như kiểu một cái sự của cách mạng ấy. Mình rất là thích cái cuốn ba buồn ấy, và kiểu đọc nó cứ kiểu cảm xúc theo, cứ đi theo cái nhân vật. Nó có cái kiểu mà các bạn biết xem cái phim lịch sử ấy, hoặc biệt là phim Hàn đúng không, phim cổ trang Hàn, thì những cái phim đó có những cái sự kiện mà chúng ta biết là cho lịch sử sẽ thua ấy, thì trong phim mới khắc họa ra được cái cách, cái cảnh họ mà họ vẫn cố gắng cho đến cùng này, và họ biết là sẽ thua rồi thì sẽ tách ra một cái nhóm người nào đấy mà vẫn tiếp tục được cái sự nghiệp đó, còn lại thì họ sẽ ở lại giữ vững và hy sinh. Thì ở trong chuyện Ba Buồn nó cũng có những cái hình thức tương tự, và nó thể ra được cái cảm xúc ấy. Nên là mình rất là thích cái cuốn sách Ba Buồn này, là fantasy nhưng mà lại tập trung rất là nhiều vào khía cạnh lịch sử này, với cả văn hóa, ngôn ngữ và tâm lý của nhân vật được khắc họa rất là rõ ràng. Cuốn tiếp theo mình đang nói về trước những cái cuốn mà mình đọc ở ebook, thì cuốn tiếp theo là All the Dangerous Things của Stacey Williams. Cái tác giả này là mình có đọc năm ngoái là A Flicker of the Dark ấy, thì mình đã cho buồn sao, mình rất thích cuốn đấy. Mặc dù cuốn đấy nó theo kiểu thriller một cách cơ bản cho người mới bắt đầu ấy, nhưng mà mình thích cái đọc quay lại cái kiểu nó cơ bản dễ dàng thế. Nhưng cái cuốn All the Dangerous Things thì ngược lại, đây là một cuốn 2 sao, thậm chí có thể trong 1 sao rồi, nhưng mà thôi mình nghĩ là mình thấy 2 sao là hợp lý nhất rồi. Thì đây là một cuốn sách nói về, từ mình nhớ xem nó nói về cái gì đã. Cuốn này thực ra là bên YouTube bên nước ngoài có vẻ rất là thích ý, nhưng mà mình thấy nó không à rồi. Cuốn này nói về Isabel là một bà mẹ mất con. Một năm trước thì con cô ấy đã bị bắt cóc ngay trong nhà của ấy, từ đấy giờ là mất tích. Và từ trong khoảng thời gian đấy thì Isabel vẫn luôn luôn đi tìm con mình và vẫn cố gắng tìm mọi cách manh mối có thể giúp cảnh sát điều tra, không muốn cuộc điều tra kết thúc. Và trong thời gian đấy thì đương nhiên vì cái việc đấy mà khiến cho cô với cả chồng xa tách ra, chia tay. Và đến bây giờ thì lại có một cái người làm podcast muốn là có thể hỏi han cô ấy các kiểu ấy, tìm xem là liệu, tức là họ có thể giúp cô ấy điều tra kỹ hơn về cái vụ mất tích này, liệu nhỡ đâu lại tìm được con trai mình thì sao. Đấy là Isabel cuối cùng đã nhận lời và đồng ý đến tham gia cái podcast này và tập trung để điều tra. Thì cả chuyện nói thật là chán không thể tả, không có một cái gì xảy ra cả. Cả chuyện ấy không, các bạn không biết, cả chuyện nó chỉ là nói về Isabel mất con, thực tế là không có điều tra gì ở đây cả. Tác giả làm dài hơn ý là bởi vì kể được cả hai dòng thời gian, thế ba dòng gì đấy không nhớ. Một cái dòng thì là nói về cô ấy Isabel với cả em gái mình là Margaret hồi bé, nói về thời thơ ấu hà của Isabel. Thì có vẻ như là Isabel có cái chứng mất ngủ mộng du, à không phải mất ngủ nha, mà chứng mộng du. Thì cả chuyện có thể là liên quan đến là cô này cô ấy mộng du và cô ấy chẳng may giết chính đứa con mình hẳn. Đấy, nó có cái nghi vấn như vậy. Thì ở trong cái phần nói về quá khứ thì sẽ nói rõ hơn là cái việc mất ngủ đấy, à cái việc mộng du này nó sẽ gây hại như thế nào đối với những người khác. Thì mọi người có vẻ sợ hãi Isabel hay gì đấy kiểu vậy. Rồi còn một cái mạch nữa thì là Isabel kể về khi mình gặp chồng mình thế nào. Chồng của Isabel gặp chồng anh tên này, anh này tên gì à? Eric à? Mình không nhớ, hay SD nhỉ? SD hay Eric gì đấy, có chữ E ở đâu ấy. Thì cái anh này gặp cô này, gặp Isabel khi mà anh này với cô đang có vợ cơ, vợ tên là Allison. Và nhưng mà có vẻ như anh này không, đã ly thân với vợ từ lâu rồi, cho nên là cái cuộc tình của hai kia thì vẫn có thể gọi là chấp nhận được. Thế rồi thì Allison chết đột ngột và nghe có vẻ rất là thuận tiện để cho anh chồng này và Isabel đến với nhau. Còn cái nghi vấn tiếp về việc là cái cô Allison này với cả
Isabel có nét ngoại hình giống nhau ấy. Tức là chuyện này nó nói rất nhiều thứ. Nó nói về mộng du, nó nói về ngoại tình hay là chồng, vợ chồng, rồi những người vợ giống nhau, rồi nói về mất con, nói về điều tra, nói podcast. Nó có quá nhiều yếu tố nhưng không có yếu tố nào làm mình cảm thấy thực sự là hài lòng và hòa hợp với nhau để tạo ra câu chuyện ý. Vì đến cuối cùng nhá, khi các bạn đọc đến cái truyện cuối cùng, mình cũng đã đoán, tức là khi mà tác giả kể cái kiểu như vậy ý, là mình đã đoán được là tác giả định theo cái hướng nào rồi. Nó có rất nhiều hướng, thì có thể là có mấy hướng đấy, thì cứ theo đúng cái hướng mà chúng ta đã dự tính thôi. Khi mà đến cuối cùng mà tác giả giải thích ra được cái câu chuyện đấy, nó là nó sẽ theo hướng như thế rồi ý, thì hóa ra tất cả những cái còn lại nó không hề liên quan. Nó rất là thừa trong chuyện ý. Mình thì thích là tất cả mọi thứ nó vẫn sẽ đến cuối cùng là sẽ kiểu như là thắt lại và nó phù hợp một cái mấu đấy cho câu chuyện ấy. Nhưng mà ở đây thì tác giả hóa ra chỉ là lấy một cái trong tất cả những cái yếu tố đấy để tạo thành cái twist, và tất cả những cái yếu tố còn lại nó không hề liên quan gì tới chuyện mạch truyện chính cả. Thế thì cuối cùng viết để chỉ là để làm màu và để cho lừa cho người đọc thôi, chứ làm lại thì nó không có tác dụng gì cho chuyện. Đấy là cái điều mình không hề thích tí nào cả. Cách mà ta giải quyết những cái yếu tố còn lại, tức là những yếu tố còn lại viết ra thì cũng không phải cứ để đấy mà vẫn sẽ có giải quyết, nhưng mà giải quyết xong thì nó chứ là xong rồi, nó không liên quan gì tới cái vấn đề chính của cô này mới mất con cả. Thế nên cuốn này rất là tệ, và cả chuyện nó chỉ có việc cô này nói về việc tìm con, sau đó kể lể về việc ngày xưa gặp chồng mình thế nào, rồi những cái chuyện cô ấy ngày xưa với em gái mình gần như là mình đọc lướt hết để cho nó nhanh, cho nó xong đi, để xem cái kết nào hóa ra nó đúng như cái gì mà mình cũng từng dự đoán thôi. Không có gì mới cả, một cái chuyện rất là nhạt nhẽo, rất là chán. Thế là mình đã xong về cái cuốn mà mình đọc ebook. Bây giờ mình sẽ nói về những cuốn mình có đọc truyện ở đây, là có 4 cuốn tất cả. Cuốn đầu tiên là cuốn Khao khát yêu đương của Yukio Mishima. Cuốn này mình không nghĩ là nó sẽ có yếu tố thriller, nhưng mà nó đến kết cuối cùng nó lại thriller. Cái chuyện này nó là khắc họa về tấn bi kịch, về nỗi ghen tuông, sự phản trắc và những ẩn ức nhục dục thầm kín của con người. Khi tính ngưỡng bóp nghẹt, khi những ham muốn bị kiểm tỏa, khi hơi ấm hóa lạnh lẽo trong đêm, liệu con người ta có biết trong lòng họ tự bao giờ nuôi lớn một nỗi khát khao cháy bỏng đến rợn người. Đây kể một câu chuyện để ngồi ngã uổng cũng một sâu lắng. Nói về một cái cô tên là gì? Cô này tên là Echuko. Echuko là vợ quá. Ê, miêu tả là thế này. Là cái lão già này, lão ấy giàu, lão ấy có, lão về hưu rồi. Thì lão có 3 người con. Ốm thôi, 3 người con. Trong đó 2 người con là chết thì sao ấy. 2 người vợ quá đều sống cùng nhà, vẫn sống cùng nhà này luôn. Và một đôi vợ chồng nữa thì là 2 vợ chồng này cũng không có con. Đấy là 3 đôi nhá. 2 cái đôi đầu là chồng mất. Mình không nhớ là chồng mất hay không, nhưng cái cô nhân vật chính là Echuko thì chồng mất vì bị bệnh. Cái thằng chồng này chết thì cũng đáng đời thôi, vì thực tế là Echuko rất là sung sướng khi người chồng này chết. Còn cái người chồng kia là cái cô kia là có con thì không nói lắm, bởi vì không phải nhân vật chính ở đây. Thì cái chúng ta nói chính mình của Echuko này. Echuko, ý mình là đọc cái này mình thấy có phần nào có chi tiết nó khá là mình thấy hơi kinh ấy. Là có một cái ông bố chồng ấy, chị lão già này, lão ấy mê gái trẻ thế nào mình không biết nữa. Lão ấy và lão rất là bị cuốn hút bởi con dâu của mình ấy, là Echuko ấy. Lão ấy ngủ cùng với Echuko ạ, sờ soạn, còn có khi những tắm cùng hay là rồi còn giúp thay quần áo cho nhau. Và Echuko đồng ý chấp nhận việc đấy, kiểu mình không hiểu ấy là tại sao lại như thế được ấy, trong khi Echuko không hề thích những động chạm của bố chồng nhưng mà chấp nhận việc ở đây với bố chồng. Và cả gia đình đều biết chuyện đấy nhưng họ vẫn nhắm mắt cho qua. Họ thấy đó là một chuyện rất bình thường để cho bố chồng và con dâu ngủ cùng với nhau, động chạm nhau. Mình không hiểu. Ông bố chồng này rất là yêu con dâu. Đấy. Cô con dâu này thì không thích ông bố chồng lắm, theo kiểu quý của dạng bố chồng con dâu thôi ấy, chứ không phải theo cái kiểu kia. Nhưng mà ông bố thì theo kiểu kia. Cô con dâu này, Echuko này thì vô tình lại yêu một người khác cơ. Yêu thầm một cái anh làm, anh giúp việc ở trong cái nhà này. Nhưng cái anh giúp việc này lại có vẻ như lại có tình cảm với một cô giúp việc trong nhà này luôn. Thế là nó thành cái mối tình tay ba hay tay bốn gì đấy.
và cô này rất là ghen tuông. Ichigo cực kỳ ghen tuông, và ở trong chuyện này thì nói nhiều về cái cảm xúc thôi. Cái quyển này nó không, cái cốt truyện nó không có gì ý. Và cho đến tận cuối cùng mới có một cái chuyện xảy ra. Thực ra thì ở trong này thì nó, trong cả quá trình này thì nó sẽ thể hiện ra được cái tình cảm khát khao của Ichigo với cả cái anh người hầu. Thực sự là có cả những cái đoạn mà ví dụ như cô này cô ấy mua đôi tất để tặng cho anh người hầu này này. Thế anh người hầu này về sau được cô ấy phải ra cái đôi tất này ở trong cái thùng rác ấy, trong trong cái thùng rác, và cô rất là tức tối về việc đấy. Và nó cái sự phẫn nộ ấy khi mà mình tặng cho người mình yêu nhưng cuối cùng cái người đấy không hề đón nhận lại cái tình cảm đấy của mình ý. Và rồi cái anh người hầu này anh cũng buồn cười cơ. Anh ấy có cái anh ấy không nhận, không anh ấy rất là dửng dưng với tất cả mọi thứ ấy. Anh ấy cứ kiểu cho là ừ thì bây giờ mình nên trả lời thế này thì chắc là sẽ được ấy. Anh ấy cứ kiểu nghĩ là dạng là làm như thế nào cho đúng thôi ấy. Chứ anh ấy không hề nói gì về cái tình cảm, bởi vì anh không có tình cảm thật với những người này người này. Nhưng mà anh cứ nói là tôi có tình cảm người này này, bởi vì có vẻ như cái đấy là câu trả lời đúng. Cái anh hầu này anh ấy thực ra khá là vô cảm và dửng dưng với tất cả mọi thứ. Trong khi đó với Ichigo thì cái tình cảm cô nó cực kỳ là mãnh liệt, mà cô vẫn phải kiềm chế, bởi vì theo mối quan hệ là cô này, cô ấy đang là vợ quá, cô vẫn đang để tang, cô không thể làm gì được. Và cái giai cấp, cái tầng lớp nó cũng khác nhau. Anh này người hầu ở nhà cô này mà cô này còn là người chủ, đã thế cô ấy lại còn là đối tượng của cái ông bố chồng, nó rất là nhiều thứ. Và cái hay ở chuyện này chỉ là cái phần kết các bạn ạ. Kết nó quá là bất ngờ luôn, mình không tin được là tác giả lại có thể cho được cái kết như thế. Nó vào chuyện này thế là đây là một cuốn sách rất là hay mà các bạn nên đọc thử nhá. Vì có cảm giác nó sẽ chuyển từng tí đến cảm xúc, nhưng mà đến cuối cùng thì nó lại có một chuyện yếu tố thriller ở đây, nó rất là hồi hộp. Mặc dù nó như thế là cái kết luôn rồi, nhưng mà ý mình ở đây à, bỏi tiếng máy mình, vẫn là một cái cuốn sách mà nó gây bất ngờ ấy. Vì chính cái kết của chuyện này là mình quá là bất ngờ luôn, vì mình không nghĩ là tác giả có thể bể ra một cái bể hướng nội dung nó ra cái kiểu như vậy. Cuốn tiếp theo là cuốn á, Ta Vẫn Luôn Sống Trong Lâu Đài của Shirley Jackson. Thì cuốn này vấn đề là thế này, mình xem phim trước và khi đọc xong chuyện này thì mình thấy là cả phim và chuyện y hệt nhau ấy. Thế cuối cùng thực ra xem phim xong thì đọc chuyện mình biết hết mọi thứ rồi ấy. Nó tự dưng nó bị nó, mình đã hy vọng nó có một cái gì nó khác hơn, nhưng mà nó giống hết tất cả mọi thứ. Cái nhịp của phim và nhịp của chuyện nó y hệt nhau luôn, tức là mọi thứ từ phim, từ chuyện cho đến phim nó đều đưa hết lên được phim rồi. Gần như là đọc xem phim là các bạn đã không cần phải đọc chuyện nữa ấy. Thế nên là mình nghĩ là nếu các bạn muốn đọc chuyện này hay xem phim thì hãy đọc chuyện này trước đã. Đọc trước rồi hãng xem phim thì nó sẽ hay hơn. Chứ như mình lại xem phim trước rồi đọc, thế là mọi thứ nó rất giống nhau và mà mình biết hết rồi ấy. Thế nên là nó bị hơi hụt hẫng, hơi kiểu không được thỏa mãn ý. Nhưng mà khi mà mình càng đọc thì mình lại có phần thích hơn trong cái quá trình đọc cuốn này. Chỉ là vẫn không cảm thấy được thỏa mãn vì biết hết mọi thứ ở trong phim rồi. Đôi khi là có những cái hy vọng là chuyện nó sẽ làm cái, tức là phim sẽ làm cái gì nó khác so với chuyện đi, nhưng mà hóa ra phim nó lại y hệt trong chuyện. Nó có thể có một số chi tiết nào đấy nó khác, bởi vì mình đã xem phim cũng không phải là gần đây, mình xem lâu rồi. Nhưng mà theo như mình nhớ thì mình cảm thấy nó rất giống với cả trong chuyện ý. Và đặc biệt là cái phần mở đầu của chuyện nó rất là dài dòng. Vì nhân vật chính ở đây là Mary Catherine, là Mary Cat. Ở trong chuyện hay gọi con bé này một cái tên rất là thân thương là Mary Cat. Thì con bé này nó kể về chị em nó ở cái lâu đài của gia tộc, tách biệt với cả ngôi làng chăm sóc cho ông chú. Và cứ hai lần một tuần thì Mary Cat sẽ vào làng để mua đồ thực phẩm theo yêu cầu của cô chị Constance. Và khi vào làng thì Mary Cat nó không thích, bởi vì là dân làng rất là ghét hai chị em, ghét cái gia đình này, đặc biệt là ghét hai chị em, đặc biệt là ghét cái cô chị Constance ấy, vì một cái lý do mà đây, ác mộng kinh hoàng sau 6 năm kể từ đêm cả gia đình Blackwood chết thảm. Đấy thì chính vì có người đã bị buộc tội về cái chết này, thế nên là cả gia làng rất là ghét hai chị em.
và lúc nào cũng dè bỉu khinh thường. Và ở trong chuyện này thì có thể thấy rõ những cái chi tiết, những cái hành động mà cái cách mà dân làng thì đối xử với hai chị em này như thế nào ấy, và họ không quan trọng về chứng cứ hay gì, nhưng mà cứ chỉ cần là nghe theo tin rồi theo cái tâm lý của đám đông thôi là họ ghét rồi, họ ghét bỏ hai chị em này và họ cô lập hoàn toàn hai chị em này. Nhưng không vì thế mà hai chị em này lại đối xử với nhau một cách lạnh nhạt đâu, mà hai chị em cực kỳ thương yêu nhau. Đến cuối cùng khi mà biết ai là thực sự người phụ chịu trách nhiệm cho cái chết của cả gia đình ý, thì có thể thấy là tình cảm họ lại càng mạnh mẽ hơn, họ tha thứ được cho nhau. Cái cô chị Constance này thì có vẻ rất là mỏng manh và rất là lạc quan yêu đời, luôn nhìn thấy cái tốt của mọi người, thì cho nên là Mary Kate tự cảm thấy mình có cái nhiệm vụ là bảo vệ cho chị gái mình nữa. Thế nhưng đến cuối cùng ấy, thì có thể thấy là cô chị Constance thực tế là không hề yếu đuối như chúng ta nghĩ, mà cô Constance này cũng rất là mạnh mẽ và thấy được cái tình cảm giữa hai chị em này này. Mình thấy rất là cái ấn tượng nhất của mình chị thực tế là cả chuyện này thôi, chỉ là cách hai chị em này đối xử với nhau. Họ rất là yêu thương nhau, và cho dù cái bên ngoài có đàm tiếu gì, hay là thậm chí là có cái thế lực mới xâm nhập vào cái gia đình này là cậu anh họ, xuất thân của anh họ làm đảo lộn hết mọi thứ ấy, thì cũng vẫn không hề tạo ra được cái mâu thuẫn gì giữa hai chị em cả. Cái chuyện này nó cũng không phải có nói gì về âm mưu hay là sẽ có diễn tiến gì xảy ra tiếp theo, bởi vì chuyện nó theo cái hướng hơi kiểu tự sự một chút, và mặc dù nó không phải theo cái cảm xúc như ở cuốn Khao Khát Yêu Đương Vừa Rồi, nhưng mà mình thấy được rằng là vẫn là một câu chuyện rất là cuốn hút. Nếu mà mình không phải là xem phim trước rồi đọc xong, nếu mà đã được đọc trước rồi thì mình sẽ thấy khá là hay. Cách mà dân làng ở đây đối xử với cả hai chị em này nó rất là vô lý, có cái sự ghét bỏ, kỳ thị một cách không có căn cứ gì. Thế mà hai chị em vẫn có thể sống chung nhau. Mình đặc biệt là ấn tượng với nhân vật Constance, một con người mà rõ ràng là bị dè bỉu nhất nhưng mà lại vẫn rất là lạc quan chứ. Mọi thứ nhắc nhở em gái mình cẩn thận một cách nhẹ nhàng. Cô Constance này theo kiểu thiếu nữ rất là ủy mị, không phải ủy mị đâu, mạnh mẽ lắm. Nhưng mà thế nào nhỉ, một cái cô gái mà khá là kiên cường, và bởi vì Constance lại không phải là người mà người sợ cái chứng không gian rộng ở bên ngoài ấy, nên là Constance chỉ có tự giam mình ở trong cái căn nhà này thôi, và cô em mới là người phụ trách đi mua đồ vào làng, mua thực phẩm. Kết chuyện thì có hậu. Đây các bạn cứ tự đọc nhé. Cuốn tiếp theo mình đã đọc xong đó là cuốn Em của Carole Kemnitz. Thì là cuốn này mình đọc lại thôi, mình đọc khá là lâu rồi. Thì mình đọc cái bài tiếng Việt. Có lẽ là mình cảm thấy mình thích cuốn này hơn so với ngày xưa không phải sao mình đọc mình lại không thích. Đọc như này thì nó lại bị mất một cái hay của cái bản tiếng Anh nhá. Bởi vì bản tiếng Anh ấy, cái tên chuyện em này nó là you. You là ngôi thứ hai. Chuyện đấy, chuyện em Carole Kemnitz ngày xưa ấy, khi mà nó ra là nộ rất là nổi tiếng, bởi vì sử dụng cái ngôi thứ hai, sử dụng cái ngôi thứ hai. Mình cũng không hiểu tại sao lại có cái gì ấn tượng về đấy, bởi vì khá là nhiều chuyện trước đấy cũng đã từng sử dụng cái ngôi thứ hai rồi, nhưng rất là chuyện này vì có liên quan tới việc là đi theo dõi người khác, kiểu stalker ấy, và rất là bệnh hoạn, ám ảnh đến mức ám ảnh như là Joe Goldberg ở đây. Thì cái yếu tố là ngôi thứ hai là you, thì suốt cả chuyện này nhân vật Joe này xưng tôi với cả you như kiểu là đang nói với người đọc ấy, nhưng thực tế là you đây là nói với nhân vật Beck ở trong chuyện. Thế nhưng khi chúng ta đọc, chúng ta đã cảm nhận được là nhân vật Joe này đang theo dõi chính bản thân mình, chính chúng ta này. Thế nhưng đọc chuyện tiếng Việt thì lại khi đã dịch ra em ý, được xưng tôi với em ở đây này, thì mình lại không cảm giác là đang nói là you ai đâu, tôi bạn đâu, mà nó mang cái tính chất như kiểu là em ấy. Ví dụ nhá, em mỉm cười bởi vì em muốn cuộc sống của mình vẫn nguyên sinh như trước. Thực ra nó là you đúng không, là bạn. Nhưng mà khi mình đọc em, mình sẽ mang cái tính chất theo kiểu là em ấy mỉm cười bởi vì em ấy muốn cuộc sống của mình vẫn nguyên sinh. Tức là nó như kiểu đang nói về ngôi thứ ba thôi ấy. Nên là mình đang
mình thấy là khi đọc truyện tiếng Việt này nó sẽ bị mất đi một cái hay của cái truyện, cái bản gốc, là khi cái bản gốc nó dịch ra thành đúng ngôi thứ hai luôn, là à nó không phải dịch, bản gốc là đúng cái từ you là ngôi thứ hai, thì chúng ta đọc chúng ta cảm thấy là Joe theo dõi mình, Joe đang nói với mình. Nhưng mà khi đọc cái bản tiếng Việt này thì mình lại chỉ cảm nhận được là Joe đang nói về một cái cô đấy, chứ lại không phải nói về em ở đây, là chúng nói với chúng ta nữa. Thì cái nhân vật em ở đây này nó rất rõ ràng là nói về nhân vật Bách, chứ lại không hề chỉ ám chỉ vào người đọc. Thì đây là cái sự khác nhau, nếu các bạn đọc được cái bản gốc thì nên là nên đọc cái bản gốc hơn thì nó ra được cái cảm giác đấy hơn ý. Còn khi đọc bản tiếng Việt rồi thì nó mất đi cái cảm giác là cái hay nhất của cái chuyện này rồi, đó chính là việc chúng ta cảm thấy bị nhân vật Joe đang nói đến, đang nhắm đến, đang theo dõi và đang giết người vì vì cái tình yêu của Joe dành cho chúng ta ấy. Còn lại thì nếu các bạn đã xem phim nữa, mình rất là thích phim, có lẽ khi nào mình đi xem lại phim nhỉ? Mình hiện giờ đang trong cái quá trình là xem lại rất nhiều các series phim ở trên Netflix ấy, nên là có thể mình sẽ xem lại cả phim chợ phim You. Mà sắp có phần 4 rồi. Các bạn thích đọc những cái chuyện dạng theo dõi một cách biến thái, ám ảnh, đáng sợ như là Joe, thì đây là cuốn em, mình có mua cả cái cuốn thứ hai nữa rồi. Thì cuốn hai mình chưa đọc. Để xem nha. Trong chuyện này thì mình vẫn ghét nhân vật Beck như ngày xưa thôi. Mình không phải sao Joe lại có thích thích Beck được, có thể yêu Beck được. Beck có cái tình yêu rất là hời hợt, nông cạn và chơi đùa với người khác ấy. Và tự cho mình là có quyền ý. Cứ rất là khó chịu ý, đọc đọc nhân vật Beck lên trong những nhân vật khó ưa nhất mà mình từng đọc. Nhưng mà đến cuối cùng, đến cái đoạn những cái phần về cuối rồi thì mình thấy là Beck thôi thì cũng con người một chút thôi, nhưng mà cũng đáng đời thôi. Mình không thích Beck mà. Thì cuốn này trông khá là dày, cũng đọc lâu phết đấy. Cuốn cuối cùng đó là cuốn Bản thú tội giang dở của Kati Bonidon. Không biết là đọc tiếng Pháp là gì, đây là chuyện của Pháp và đây là một cuốn sách mà đúng cái kiểu ngôn ngữ viết của Pháp nhé. Cái chuyện của Pháp nó rất là trầm ấm mà nó không có cái gì quá nổi lên này nọ như kiểu chuyện Mỹ đâu, mà nó sẽ cứ bằng 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 đi dần lên xuống xuống, nó cứ bằng bằng thế thôi, nó không có một cái gì nổi hẳn lên nổi xuống nhấp nhô gì. Cao trào nó cũng không phải là quá cao trào ở trong cuốn này, nhưng mà cuốn này là một cuốn sách rất là hay, mình cho 5 sao luôn, một cuốn sách mà các bạn nên đọc. Nó là một cuốn mà cô này này là cô ấy bơ chiêu, và cô ấy đọc được một cái bản thú tội giang dở của một kẻ giết người, nhưng mà đã được ra tù, và cô phát ra là có thể cái ông này không phải là cái giết người ấy. Thế là cô muốn tìm hiểu, cô ấy đến cái ngôi làng của ông này để cô điều tra lại vụ án. Thì nó cũng không phải là theo là cái dạng như là vẫn còn kẻ giết người thực sự vẫn đang ở bên ngoài rồi sẽ hãm hại lại bơ chiêu gì đâu. Đây là một chuyện nó gần như không có hành động mấy, và được kể xen kẽ giữa hai dòng thời gian là chính là bản thú tội của ông này, để ông mới kể sự thật và cô này cô điều tra. Và trong cái quá trình cô điều tra ấy, thực tế là cô cũng đang hòa giải lại những cái ký ức đau thương của chính bản thân mình nữa. Burchill cũng đã trải qua rất nhiều những cái chấn thương trong quá khứ, nên là cái việc mà cô ấy chạy trốn, cô ấy đến cái ngôi làng của ông này để cô ấy điều tra các kiểu, nó làm cách để cô ấy hòa giải với chính bản thân mình. Cái chuyện này nó mang tính là trinh thám nhưng lại cũng có cái yếu tố với cảm xúc, có một chút của cái lãng mạn nhưng mà nó không phải là chính ý, nên là mình rất là thích. Và cả chuyện thì cô ấy cứ điều tra thôi, nó không không có cái cao trào gì đâu, nhưng mà khi mình đọc mình rất là cuốn ý, đọc và cũng đọc rất là nhanh. Nó có một cái chút buồn nào đấy về những cái mối tình không bao giờ có thể đến với nhau được, rồi những cái sự hy sinh vì tình yêu, vì bạn bè. Nó chưa là cái những gì của này thì nó mang lại những cái thông điệp khá là tích cực, không phải như rất nhiều chuyện Mỹ cứ giết nhau rồi phá vụ này nọ đâu. Nhưng mà với cuốn này thì đúng là nó khá là cái cảm xúc khi chúng ta đọc xong nó rất là tích cực ấy, và đặc biệt là nhân vật Burchill cũng có thể thoát được khỏi những cái ký ức đau buồn của chính bản thân mình, và có thể chủ động để chọn lựa tốt hơn, tìm kiếm một cái cơ hội nó tốt đẹp hơn, làm khiến mình hạnh phúc hơn ý, là thoát đi khỏi những cái bóng ma của quá khứ đi, những cái tổn thương đau đớn của cô ấy đã từng trải qua trong quá khứ. Mình rất là thích cuốn Bản thú tội giang dở, đây là một cuốn sách mà mình cũng khá là ngạc nhiên, bởi vì là
cũng không kỳ vọng gì quá nhiều vào cuốn này, một cuốn sách Pháp nhưng mà nó không phải là cái gì nó quá nặng nề u buồn ý. Nó có rất là nhiều những cái yếu tố mà các bạn cũng có thể là nên cần phải cẩn trọng trước khi đọc, đó là mình gọi trigger warning, ví dụ về cưỡng hiếp, bạo hành, có những cái đấy, có cái tính gia trưởng ở đây nữa. Có một nhân vật trong chuyện là thích con trai, khi mà biết là mình là con gái thì sẽ thế nào. Đấy là những cái rất là kinh khủng, để gọi là mối quan hệ rất là toxic, độc hại, không lành mạnh. Cuốn này thôi mình chỉ nói thế thôi, nó hay và đến cuối cùng nó cũng có hậu, được chứ? Với chuyện Pháp của này nó sẽ lại luôn khá là có hậu, và tác giả đã cho được một cái kết rất là thỏa mãn. Và nếu mình đã kết thúc tổng hợp lại, tổng kết lại, wrap up những cuốn sách mình đã đọc trong tháng 1. Và nếu các bạn đã đọc những cuốn này rồi thì cho mình ý kiến, và thậm chí là cho mình biết những cuốn nào mà các bạn đọc thấy hay nhất hay là tệ nhất trong tháng 1. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài sau. Tạm biệt.